Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang đến với những tin tức nóng nhất về tình hình an ninh trật tự, các vụ án, vấn đề pháp luật trật tự xã hội, công an đang được dư luận quan tâm. Bản tin của chúng tôi sẽ được cập nhật liên tục 24 giờ, mong quý vị hãy dành thời gian theo dõi. Sau đây mời quý vị cùng đến với những tin tức nóng nhất. Quay lén nữ sinh 16 tuổi lúc đang tắm rồi gửi clip tống tiền 30 triệu đồng. Bắt nghi phạm sát hại người đàn ông cho xác vào bao tải phi tang xuống ao. Nửa đêm truy bắt đối tượng vận chuyển 60.000 viên chất cấm tổng hợp. Người đàn ông khiếm thị giả phó phòng cảnh sát hình sự lừa chạy án tiền tỷ. Dụ cô gái đi lấy chồng rồi bán sang Trung Quốc. Quay lén nữ sinh 16 tuổi lúc đang tắm rồi gửi clip tống tiền 30 triệu đồng. Hôm nay, Công an huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh đang tạm giữ đối với đối tượng Bùi Trung Kiên, sinh năm 1996, chú xã Quang Thọ, huyện Vũ Quang, về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Nạn nhân là nữ sinh DNTC, sinh năm 2005, chú tại thị trấn Vũ Quang. Trước đó vào sáng 31 tháng 7, xe đến nhà cô ruột ở xã Quang Thọ, huyện Vũ Quang chơi thì bị mất một chiếc điện thoại. Đến ngày 11 tháng 8, đối tượng Kiên ở gần nhà cô ruột của C dùng máy điện thoại đánh cắp của C vào Facebook nạn nhân, lưu trên máy và đổi tên thành lãng mạn. Sau đó Kiên dùng Facebook có tên lãn mạn gửi các video mà đối tượng quay lén xe đang tắm trong thời gian ở nhà cô ruột cho nạn nhân và đe dọa sẽ đăng lên các trang mạng xã hội, đồng thời yêu cầu C đưa 30 triệu đồng để xóa video. Vì lo lắng video của mình bị phát tán, C đã đồng ý và hẹn Kiên 17 giờ chiều ngày 11 tháng 8 gặp và đưa tiền. Lúc này C đã đưa cho đối tượng 3 triệu đồng và yêu cầu xóa những video nói trên nhưng Kiên đã không thực hiện mà bỏ đi. Sau đó C đã tố cáo hành vi của đối tượng lên công an huyện Vũ Quang. Vào cuộc điều tra, công an xác định Kiên chính là đối tượng gây ra vụ tống tiền nêu trên nên đã tiến hành bắt giữ. Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội vừa phối hợp với Công an huyện Ứng Hòa bắt nghi phạm giết người đàn ông cho vào bao tải phi tang xác xuống ao. Ngày 14 tháng 8, một cán bộ điều tra Phòng Cảnh sát hình sự PC02 Công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị đã phối hợp với Công an huyện Ứng Hòa Hà Nội cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hà Nội bắt giữ nghi phạm liên quan đến vụ án giết người cho vào bao tải phi tang thi thể xuống ao. Nghi phạm trong vụ án này là một nam thanh niên, hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang tiến hành điều tra làm rõ. Cán bộ điều tra phòng cảnh sát hình sự PC02, Công an thành phố Hà Nội chia sẻ. Được biết, nạn nhân được xác định là anh NTD, sinh năm 1982, chú thôn Dũng Cảm, xã Trung Tú. Trước đó vào sáng ngày 11 tháng 8, gia đình anh D đến công an xã Trung Tú trình báo về việc anh này rời khỏi nhà từ khoảng 19 giờ tối ngày 9 tháng 8 nhưng không về, gia đình không liên lạc được. Nhận tin trình báo công an xã Trung Tú đã phát đi thông báo truy tìm người mất tích nhưng chưa có kết quả. Đến sáng ngày 14 tháng 8, thi thể anh Đê được tìm thấy trong bao tải dưới ao tại xã Trung Tú gần nhà nạn nhân. Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị vừa bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép 60.000 viên chất cấm tổng hợp. Hôm nay, Phòng phòng chống ma túy và tội phạm chủ trì phối hợp với Đồn biên phòng Thuận, Biên phòng tỉnh Quảng Trị, Đội trinh sát đặc nhiệm, Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung, Đội kiểm soát ma túy Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị, Phòng PC04 Công an huyện Hướng Hóa, Công an xã Tân Thành và Công an xã Tân Long Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp công tác phát hiện và bắt giữ đối tượng vận chuyển chất cấm trái phép. Theo đó, vào lúc 0 giờ 30 phút ngày 14 tháng 8, tại thôn Làng Vây, xã Tân Long, huyện Hướng Hóa, lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng Hồ Văn Long, sinh năm 2000, khi thanh niên này đang vận chuyển trái phép chất cấm. Tăng vật thu giữ gồm 60 viên nén màu hồng, hình trụ. Bên trên bề mặt mỗi viên có in hình chữ VKI. Đối tượng này trú tại thôn 1, xã Thuận, huyện Hướng Hóa. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và sẽ xử lý theo quy định của pháp luật thất nghiệp và khiếm thị nhưng Trương Sĩ Dũng tự nhận mình là Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội để từ đó lừa đảo nạn nhân hơn 1 tỷ đồng. Hôm nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Hà Nội vừa ra kết luận vụ án, đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội truy tố Trương Sĩ Dũng, 58 tuổi, và vợ là Trần Thúy Vân, 43 tuổi ở Hà Nội, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cùng bị truy tố tội danh còn có hai người nữa, gồm Vũ Văn Chiến, 32 tuổi, quê Ninh Bình, và Nguyễn Phương Thủy, 40 tuổi ở Hà Nội. Kết quả điều tra xác định tháng 9 năm 2019, Nguyễn Xuân Lộc 27 tuổi bị công an tỉnh Hà Nam bắt giữ do tàng trữ trái phép chất cấm. Cho rằng con trai không phạm tội, bà B mẹ của Lộc đã tìm người giúp đỡ. Thông qua một thầy cúng ở Nam Định, bà B làm quen với Dũng, bản thân thất nghiệp, bị mù lòa nhưng Dũng tự nhận là phó trưởng phòng cảnh sát hình sự công an Hà Nội, hứa giúp gia đình bà B. Dũng rủ thêm Vũ Văn Chiến 32 tuổi, quê ở Ninh Bình và Nguyễn Phương Thùy, 40 tuổi ở Hà Nội cùng tham gia. Chiều 14 tháng 10 năm 2019, Dũng nhờ chiến đi cùng để giúp đỡ ông ta đi lại và ghi âm cuộc nói chuyện với bà B. Sau đó các bị can gặp nạn nhân tại quán cà phê gần trụ sở phòng cảnh sát hình sự Hà Nội. Tại đây Dũng nói có thể giúp đưa lộc ra từ trại giam về nơi cai nghiện ma túy. Sau 2 tháng ở trại cai nghiện, các đối tượng sẽ đưa lộc ra ngoài và trắng án. Tin lời của nhóm lừa đảo, từ ngày 15 tháng 10 đến ngày 10 tháng 11 năm 2019, vợ chồng bà B nhiều lần chuyển tổng số tiền là 850 triệu đồng cho nhóm của Dũng theo yêu cầu của các bị can. Tuy nhiên, ngày 29 tháng 11 năm 2019, Tòa án Nhân dân thành phố Phủ Lý, Hà Nam tuyên phạt Nguyễn Xuân Lộc 6 năm tù. Thấy bà B thắc mắc, Dũng viện nhiều lý do rồi hứa sẽ tác động lại để xử phúc thẩm. Từ cuối năm 2019, Dũng và Vân tiếp tục yêu cầu các nạn nhân chuyển thêm 280 triệu đồng để lo chạy án. Tuy nhiên, tháng 2 năm 2020, tòa phúc thẩm tuyên y án đối với Lộc nên bà B đã gửi đơn tố cáo nhóm lừa đảo. Cơ quan chức năng xác định tổng số tiền bà B đã chuyển cho Trương Sĩ Dũng, Trần Thúy Vân là hơn 1,1 tỷ đồng, trong đó cặp vợ chồng hờ chuyển cho Nguyễn Phương Thủy gần 500 triệu đồng. Dụ cô gái đi lấy chồng rồi bán sang Trung Quốc. Mới đây, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Giang cho biết đã tạm giữ Vương Thị Thu, 44 tuổi ở huyện Vị Xuyên và Giang Mỹ Vừ, 47 tuổi ở huyện Yên Minh, Hà Giang để điều tra về hành vi mua bán người. Vương Thị Thúy, em gái Thu và Giàng Thị Mỹ, chị gái của Vừ, cũng bị bắt giữ để điều tra vai trò đồng phạm trong vụ án. Theo cảnh sát, Thu quen biết Vừ nên rủ người đàn ông lập mưu dụ VTG, 21 tuổi, con gái của Mỹ đi lấy chồng, mục đích để bán nạn nhân sang Trung Quốc. Nếu phi vụ chót lọt, Thu sẽ cho vừa 40 triệu đồng và đưa cho Mỹ mẹ của G 100 triệu. Mỹ đồng ý nên ngày 17 tháng 2 đã giao con gái cho vừa dẫn đi gặp Thúy tại thị trấn huyện Vị Duyên. Sau đó Thúy đưa nạn nhân đến bến xe tỉnh Cao Bằng để tìm cách vượt biên. Do khu vực biên giới được kiểm soát chặt chẽ để phòng chống dịch Covid-19, nên nhóm bị can không thể đưa cô gái vượt biên. Đến ngày 25 tháng 2, Thúy dẫn cháu gờ đến cửa khẩu Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, rồi giao cho Thu. Cơ quan điều tra xác định Thu đã bán gờ cho một người Trung Quốc để lấy làm vợ với giá hơn 170 triệu đồng. Cuối tháng 7, VTG được công an hai nước phối hợp giải cứu đưa về Việt Nam. Từ lời khai của bị hại và những người liên quan, công an tỉnh Hà Giang đã làm rõ vụ án và bắt giữ được 4 nghi phạm. Ai đi xem đất cùng cán bộ hội đồng nhân dân tỉnh lúc giãn cách? Liên quan đến thông tin cán bộ Hội đồng nhân dân tỉnh đi xem đất lúc giãn cách, sáng nay trao đổi với phóng viên, đại diện Ủy ban nhân dân thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên cho biết, Ủy ban nhân dân xã Bình Kiến thành phố Tuy Hòa đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông LXH 43 tuổi ở xã Bình Kiến thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên là trưởng ban kinh tế ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên. Theo đó, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 10 tháng 8, tổ tuần tra xử lý vi phạm phòng chống dịch COVID-19 của Ủy ban nhân dân xã Bình Kiến phát hiện một xe ô tô, một xe đạp điện đỗ dưới lòng đường Nguyễn Văn Huyên nên đến để kiểm tra. Khi được hỏi về lý do ra ngoài và lý do có mặt tại địa điểm trên, ông LXH là chủ xe ô tô nói là đi xem đất. Ông H sau đó đã bị Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bình Kiến phạt vi phạm hành chính 2 triệu đồng do không chấp hành chỉ thị 16 về phòng chống dịch COVID-19 khi ra đường mà không có lý do thực sự cần thiết. Điều đáng nói tại thời điểm này, trên xe ông Hát còn có một phụ nữ, nhưng phải 15 phút sau khi được yêu cầu, bà này mới xuống xe để làm việc. Người phụ nữ không mang theo giấy tờ tùy thân, khai tên là NTQN, 38 tuổi, ở phường 9, thành phố Tuy Hòa. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Kiến cũng xử phạt bà N 2 triệu đồng vì vi phạm tương tự của ông Hát. Tuy nhiên, theo xác minh của công an, thì người phụ nữ ngồi trên xe ông Hát thời điểm trên tên thật là DTLL, 43 tuổi, ở phường 9, thành phố Tuy Hòa. Thông tin này đã khép lại bản tin an ninh trật tự của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quỳnh Anh rất vui nếu nhận được những bình luận thể hiện quan điểm của bạn về những vấn đề nóng mà chúng tôi vừa nêu. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin kế tiếp trên kênh Tin tức Việt.